Chào mừng các bạn đến với kênh Móc Len của mẹ Mon. Trong video này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc một bông hoa 6 cánh để làm thành chiếc kẹp tóc xinh xắn như này nha. Đầu tiên, các bạn chuẩn bị cho mình một cuộn sợi cốt tông Việt Nam. Kích thước sợi là 1 mini hoặc các bạn có thể sử dụng bất kỳ loại len nào có kích thước nhỏ như thế này. Sử dụng đầu kim số 3. Tạo cho mình một vòng tròn ma thuật. Móc len 5 mũi bính. Móc vào vòng tròn ma thuật một mũi kép đơn. Lên một bính. Móc tiếp mũi kép đơn thứ hai. Lên một bính. Móc mũi kép đơn thứ ba. Lên một bính. Mũi kép đơn thứ tư. Lên một bính. Mũi kép đơn thứ năm. Lên một bính. Mũi kép đơn thứ 6. Lên một bính. Rồi các bạn tiếp tục móc cho mình đến mũi móc đơn thứ 11. Mũi móc đơn thứ 11 cũng lên một bính. Rồi kết vòng tròn ma thuật. Các bạn sẽ móc mũi trượt vào chân bính thứ 3. Móc tiếp một mũi trượt vào phía dưới của chân bính thứ tư. Lên 3 bính. Lấy len lần thứ nhất đi qua phía dưới của chân mũi vừa móc lên 3 mũi bính, làm sao cho độ cao sẽ bằng với độ cao của 3 mũi bính. Lấy len lần thứ hai. Các bạn sẽ giữ chắc sợi len trên kim. Tiếp tục lấy lần thứ 3. Lần thứ 4. Lần thứ 5. Tiếp tục các bạn sẽ lấy len và đi qua phía dưới của chân mũi bính thứ 2, giữa hai mũi kép đơn bên dưới. Lấy len lần thứ nhất. Lấy len lần thứ 2. Các bạn sẽ kéo sợi len sao cho nó sẽ bằng nhau nha. Lấy len lần thứ 3. Lần thứ 4. Lần thứ 5. Rồi, các bạn sẽ lấy len và đi qua tất cả các vòng len trên kim. Móc lên một mũi bính. Siết chặt sợi dây lại. Móc lên 3 bính. Các bạn sẽ móc mũi trượt vào phía dưới của chân bính thứ hai. Mình đã tạo được một cánh hoa. Móc tiếp một mũi trượt vào phía dưới chân bính thứ ba, ở giữa hai mũi kép đơn. Rồi lên 3 bính để móc cánh thứ hai. Các cánh còn lại các bạn sẽ làm tương tự như cánh đầu tiên.
các bạn sẽ móc thêm một mũi trượt vào chân mũi đầu tiên để kết hàng, kéo nên và cắt. Các bạn sẽ giấu sợi nên về phía sau. Mình đã móc xong phần cánh hoa. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc nhụy hoa, tạo cho mình một vòng tròn ma thuật. Móc lên cho mình 4 mũi bính. Lấy nên cho mình lần thứ nhất, làm sao cho chiều dài nó sẽ bằng với 4 mũi bính. Lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu, lần thứ bảy, 8 9 10. Rồi các bạn sẽ lấy cho mình 12 lần nha. 11 12. Rồi sẽ lấy lên và đi qua tất cả các vòng len trên kim. Móc cho mình một mũi bính, siết chặt sợi dây, lên thêm một bính, kéo dây, cắt len. Bạn siết lại. Vòng tròn ma thuật mình cũng sẽ quấn thêm 2 vòng để làm sao cho vòng tròn ma thuật của mình được chắc chắn nha. Kéo dây để rút lại vòng tròn ma thuật. Mình đã tạo được một nhụy hoa. Vậy là mình đã hướng dẫn xong cách móc một bông hoa 6 cánh để làm những cái kẹp tóc xinh như thế này. Cảm ơn bạn đã xem video hướng dẫn của mình. Đăng ký kênh để ủng hộ mình ra thêm các video khác nha.